chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem chiếc máy cắt lúa Kubota 105 các bạn. Đây chiếc máy kéo đang chạy ra nữa các bạn ơi. Chiếc này 105 nha các bạn. Nó xen qua đây cắt ra mé bên đây nha. Rồi giờ nó chẻ giữa nè các bạn, hai bên nè. Bên này ở đây mà cũng một chiếc nữa nè các bạn, một chiếc cắt đang cắt lên nữa, hai chiếc. 105 hết các bạn ơi. Anh bên đây thì tài xế mặc áo đỏ nha. Chiếc 105 cái hàm nó rất là to luôn các bạn. Rất là bề ngang rất là dài luôn. Chắc có thể là nó ngừng ở chỗ đó lấy lúa sang qua bên máy cắt bên này. Xa quá mình gây quay không có tới, các bạn thông cảm nha. Coi không có được rõ nữa đó. Mà nó hứng lúa rồi nó không có dục xuống mà nó bỏ qua bên máy bên này luôn hay gì nè. Rồi đưa bao qua, đưa bao qua cho đựng lúa tiếp tục. Đó bây giờ nó đang cắt lên các bạn. Bữa nay mình không có thấy mấy anh nào ra bắt chuột hết trơn các bạn. Chắc này không biết là có sửa soạn mấy anh có ra chưa, thì không gặp không biết nữa. Chắc này chưa thấy người nào hết các bạn. Có anh này nè, anh này đứng ở trên máy gần với anh tài xế mà áo đỏ nè. Anh ra chuột chạy ra rồi anh bắt á. Còn lần hai lần nữa hết rồi các bạn. Giờ chiếc anh tài xế mặc áo đỏ này chạy đang cắt chạy xuống nha các bạn. Đang cắt xuống còn một vòng, có thể là lên một vòng nữa là muốn hết rồi các bạn. Máy bên kia thì nó cắt mấy bên kia nha. Đây mấy anh này có ra bắt chuột rồi đó các bạn. Anh chụp chuột anh nằm luôn. Đây cái máy anh mặc áo xanh này chạy xuống cắt xuống nha các bạn. Đây còn một vòng nữa xuống là lên nữa là hết nữa nha. Đây cái hàng ơi. Rồi đi một vòng rồi mới chắc hết luôn đó gì các bạn, để coi còn không nha. Còn luôn, còn nữa. Rồi cái máy kéo này nó chạy ra vòng bên đây để lấy lúa bên đây cái gì á. Chạy qua đây lấy lúa bên này, cái máy bên kia nó cắt sửa sạn xuống nha các bạn. Nó cắt xuống.
cắt xuống một vòng đó là lối đó lối một lối đó hết luôn các bạn. Hai anh này đi gom lúa bao nữa các bạn ơi. Cái hai chiếc máy này là đi cặp nha các bạn, đi còn một cặp đi một hai chiếc cho là cắt tới ngang nhau, hai chiếc đều 105 hết. Các bạn thấy không, nguyên một cái dàn lúa ở ngoài kia giờ tôi để cắt. Chạy về lại thấy nhộn cái gì vậy? Cầm dính cái gì vậy các bạn? Dòng này là dòng túi luôn các bạn ơi, còn máy bên kia thì cắt trở xuống cái nữa là hết nha. Cái này lắp được xưa luôn, đi đâu dùng lại cho các bạn xem nha. Đó, thêm một cái chiếc xe kéo lúa là đầy nhóc luôn. Chắc gom xe đó gom cái nữa là lên hết lúa luôn các bạn. Đấy, bắt đầu nó cắt ra xuống nha, còn mấy anh này đang lội qua để bắt chuột nữa các bạn. Trời ơi, coi chiếc xe máy kéo đó, nó chạy khói rồi kìa các bạn. Khói phịch đít hết trơn. Đây một chiếc nữa nó đang chạy vô nha các bạn. Ê. Máy cắt nó chạy ngang đây, nó máy kéo nó chạy ngang đây, nó đổ một thúng lúa đây nè coi, giờ bường lên luôn nè. Rồi rồi
Cường bánh luôn, Cường bánh luôn, Cường không nha. Rồi, rồi, rồi lên. Rồi bỏ lại mấy bao luôn các bạn. Kết thúc video các bạn ơi, các bạn video tiếp theo ha.